Sau khi trở về từ Doha Cup 2023, huấn luyện viên Philippe Troussier cho biết điều ông lo lắng nhất là nhiều học trò ở UAE Việt Nam không có đất diễn ở V-League. Càng lo hơn khi giải vô địch quốc gia Việt Nam chỉ lăn bóng 3 vòng trước khi tiếp tục tạm nghỉ nhường sân cho SEA Games. Vì vậy đã xuất hiện mối lo về việc các cầu thủ trẻ sẽ có ít cơ hội được thi đấu. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Pháp có thể tạm yên tâm khi nhiều đội bóng ở V-League đã có sự quan tâm nhất định tới các thủ lứa U22 nhằm làm nóng cho SEA Games 32. Và gương mặt gây ấn tượng mạnh nhất sau khi trở lại câu lạc bộ không ai khác đó chính là Lê Văn Đồ. Sự tỏa sáng của cầu thủ gốc Quảng Nam trong màu áo Công an Hà Nội sẽ là cơ sở rất quan trọng để U22 Việt Nam hướng tới những chiến thắng tại SEA Games 32. Mới đây nhất trong trận đấu gặp đội bóng đang bất bại mùa giải năm nay là Nam Định, sau đường chuyền như đặt của Hồ Tuấn Tài, Lê Văn Đô băng lên từ tuyến 2, tung ra cú sút chìm hiểm hóc đánh bại thủ thành Liêm Điều bên phía đội khách. Đây đã là bàn thắng thứ 3 trong 4 trận của tiền vệ trẻ mang áo số 88 cho Công an Hà Nội. Ở câu lạc bộ hiện tại, Lê Văn Đô liên tục được trao cơ hội và tỏa sáng. Vài ngày trước ở trận gặp Bình Dương tại vòng 6 V-League, Lê Văn Đô cũng đã có màn trình diễn xuất sắc khi được xếp đá thay Phan Văn Đức, qua đó góp công rất lớn giúp đội bóng của mình giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Bằng sức trẻ, tốc độ và khả năng khuấy đảo, Văn Đô liên tục dâng cao bên hành lang cánh trái và gây ra rất nhiều khó khăn cho hậu vệ đội bạn. Thậm chí những màn trình diễn của tài năng trẻ 21 tuổi còn ấn tượng hơn cả Phan Văn Đức ở thời điểm người đàn anh chưa gặp phải chấn thương. Trước đó tại Cúp Quốc gia, Văn Đô cũng thi đấu xuất sắc sau khi được tung vào sân thay người. Thời điểm cuối trận, cầu thủ trẻ này cũng đã tỏa sáng bằng một siêu phẩm. Cầu thủ này đi bóng khéo léo từ đáy biên loại bỏ hậu vệ Khánh Hòa rồi sút tung lưới đội chủ nhà từ góc hẹp, ấn định chiến thắng 3-1 cho Công an Hà Nội. Vì phấn kích, Văn Đô đã cởi phăng áo ăn mừng. Lê Văn Đô vốn là một cầu thủ có thể chơi đa năng nhưng nổi bật nhất ở vị trí tiền vệ cánh trái. Cầu thủ này sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, dù không có lợi thế về thể hình nhưng lại sở hữu tốc độ, khả năng đột phá và nhãn quan chiến thuật sắc bén, có khả năng đá phạt và sút xa khá tốt. Trước kia, Văn Đô từng là thành viên của U22 Việt Nam tham dự SEA Games 31 và là một trong những cầu thủ triển vọng, được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển quốc gia hướng tới những trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup. Văn Đô vốn được đánh giá rất cao về triển vọng nhưng kinh nghiệm còn là một hạn chế với cầu thủ gốc Quảng Nam. Tuy nhiên, với việc liên tục được thi đấu trong thời gian qua, Văn Đô đang dần trở nên hoàn thiện và có thể trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình của U22 Việt Nam. Tại SEA Games 32 sắp tới, U22 Việt Nam phải nằm ở bảng tử thần cùng với những Thái Lan hay Malaysia. Thầy trò huấn luyện viên Troussier sẽ gặp nhiều thách thức để vượt qua vòng bảng trước khi nghĩ tới mục tiêu xa hơn là bảo vệ tấm huy chương vàng. Rất có thể phù thủy trắng sẽ phải cần tới sự tỏa sáng của ngòi nổ lợi hại mang tên Lê Văn Đô để đưa U22 Việt Nam đến với chiến thắng. Huấn luyện viên Paulo Forlani của câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng đã hết lời khen ngợi Văn Đô. Theo ông thầy người Brazil, thì nếu được bồi dưỡng tốt và trao cơ hội thường xuyên, cầu thủ gốc Quảng Nam sẽ trưởng thành rất nhanh chóng và hứa hẹn sẽ là trụ cột ở đội tuyển quốc gia trong tương lai gần. Trong chiều ngày thứ 7, tiền vệ Đinh Xuân Tiến của Sông Lam Nghệ An, người trở về từ đội tuyển U20 và đã có tên trong danh sách đội tuyển U22 chuẩn bị cho SEA Games, cũng đã có màn trình diễn xuất sắc trong trận đấu gặp Hoàng Anh Gia Lai. Thi đấu trong vai trò của một người nhạc trưởng, một người dẫn dắt lối chơi và cầu thủ trẻ gốc Nghệ An đã cho thấy tầm ảnh hưởng trong mọi pha lên bóng của đội bóng do huấn luyện viên Huy Hoàng dẫn dắt. Và mọi thứ trở nên hoàn hảo khi Xuân Tiến đã có được bàn thắng cho riêng mình. Đó là thành quả rất xứng đáng dành cho cầu thủ 20 tuổi với những nỗ lực không ngừng nghỉ. Trước đó, trận đấu sớm vòng 5 Nightwalk V-League 2023 giữa Viettel và Hoàng Gia Lai có 4 cầu thủ U22 Việt Nam được hai đội sử dụng, bao gồm Phan Tuấn Tài và Khuất Văn Khang bên phía đội chủ nhà Viettel. Cùng với đó là sự xuất hiện của Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Đức Việt bên phía đội khách. Trong trận đấu đó, Quốc Việt đã đánh dấu một cột mốc rất lớn trong sự nghiệp khi có pha lập công đầu tiên ở hệ thống bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Trong bàn thắng vào lưới Viettel, Quốc Việt đã cho thấy tư duy của một sát thủ. Cầu thủ trưởng thành từ Học viện Nutifood đẩy quả bóng để loại bỏ thủ môn dày dặn kinh nghiệm Phạm Văn Phong trước khi dứt điểm lạnh lùng khiến tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thanh Bình phải bất lực dù đã cố gắng cản phá, nâng tỷ số lên 3-1 cho Hoàng Gia Lai và trực tiếp chấm dứt nỗ lực của Viettel. Và nhắc lại, Quốc Việt trước khi có pha lập công đầu tiên chỉ mới chơi 22 phút ở hệ thống bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Không kém cạnh đồng đội, tiền đạo trẻ Bùi Vĩ Hào bên phía BKMX Bình Dương cũng đã điền tên lên bảng điểm ở vòng 5 với pha sút phạt trước vòng cấm thành bàn vào lưới Sông Lam Nghệ An. Có bàn thắng của Vĩ Hào có phần may mắn vì bóng khẽ chạm vào hàng rào Sông Lam Nghệ An đổi hướng. Nhưng việc chủ động bước lên thực hiện quả đá phạt đã minh chứng Vĩ Hào đầy tự tin và kỹ thuật cá nhân. Chân sút sinh năm 2003 chính là điểm sáng hiếm hoi của đội bóng đất thủ ở trận đấu đó, chứ không phải những chân sút hàng đầu như Tiến Linh hay Rimario. Khi anh đã chuyển hóa được cơ hội hiếm hoi của BKMX Bình Dương thành bàn thắng. Và quan trọng hơn, hai bàn thắng của Quốc Việt và Vĩ Hào vòng 5 V-League 2023 đã mở ra những tín hiệu lạc quan
cho U22 Việt Nam, đặc biệt trên mặt trận tấn công. Ở U23 Doha Cup 2023 mới đây, thầy trò huấn luyện viên Philippe Trussier chia tay giải đấu với 3 thất bại mà không ghi được bàn thắng nào. Khi đó Quốc Việt vừa trở về từ vòng chung kết giải U20 châu Á, vẫn chưa bắt được nhịp với đàn anh ở tuyển U22. Trong khi BKMX Bình Dương xin phép không đưa Vĩ Hào lên tập trung U22 Việt Nam để chuẩn bị cho V-League. Điều này đã đặt ra cho ban huấn luyện những thử thách, bài toán khó bởi SEA Games 32 chỉ còn khoảng 1 tháng nữa khởi tranh. Khi V-League được nối lại, ông Trussier cùng các cộng sự cũng chỉ có 3 vòng đấu kiếm tìm và kiểm chứng năng lực của cầu thủ để giải quyết những vấn đề ở U22 Việt Nam. Và vị thế ngồi trên khán đài sân hàng đẫy dự khán trận Viettel Anh Gia Lai, huấn luyện viên Philippe Trussier chắc hẳn phần nào hài lòng về bàn thắng của Quốc Việt hay cả pha lập công của Vĩ Hào nếu xem lại băng ghi hình. Ngoài ra, chiến lược gia người Pháp cũng có những góc nhìn về nhóm cầu thủ đủ tuổi dự SEA Games 32 đã ra sân thi đấu. Trong trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và Hải Phòng mới đây, một cầu thủ cũng rất nổi bật trong màu áo của các đội tuyển trẻ là Nguyễn Văn Trường đã có màn debut chính thức. Cụ thể, phút 89, tiền vệ cao 1m82 này đã được huấn luyện viên Bandovic bên phía câu lạc bộ Hà Nội tung vào sân thay Lucao. Và đây là trận chính thức đầu tiên của anh trong màu áo Hà Nội FC cũng như sân chơi V-League. Người đồng đội của Lê Văn Đô trong màu áo Công an Hà Nội là Hà Văn Phương cũng đã có được bàn thắng đầu tiên tại sân chơi cấp độ cao nhất Việt Nam trong trận đấu gặp Nam Định và có thể coi đây là cú đề pha để cầu thủ này phát triển hơn trong tương lai và trước mắt là SEA Games 32. Tính cả V-League và hạng nhất, gần một nửa danh sách U22 Việt Nam được ra sân. Nhiều người trong số này đã chính và thậm chí còn tỏa sáng. Còn số các thủ lứa U22 ra sân ồ ạt cho thấy các đội bóng ở V-League đã trọng dụng hơn các nhân tố trẻ, đồng thời trở thành một tin tốt lành với huấn luyện viên Philippe Trussier trước thềm SEA Games. Dĩ nhiên, việc ra sân ở V-League không có nghĩa là sẽ chơi tốt ở sân chơi khu vực, nhưng đây là sự thay đổi mang tính tích cực, giải pháp tốt nhất giúp các cầu thủ tích lũy được nhiều kinh nghiệm, duy trì phong độ trước khi trở lại với chiến dịch bảo vệ huy chương vàng SEA Games. U22 Việt Nam vẫn đang trong quá trình tìm kiếm sàng lọc các cầu thủ tham dự SEA Games 32. Việc ông Trussier và các cộng sự chia nhau đến các sân khấu ở V-League hạng nhất để thăm dò, tuyển quân chính là động lực cho các thủ trẻ cố gắng hơn nữa. Chiến lược gia người Pháp truyền đi thông điệp, cánh cửa triệu tập lên các đội tuyển quốc gia luôn rộng mở nếu gương mặt nào thể hiện được phong độ tốt và mang cho mình tinh thần khát khao cống hiến. Còn với các thủ trẻ, tất nhiên kinh nghiệm chính là điểm khuyết của họ. Những điều này sẽ được cải thiện và tích lũy theo thời gian khi các tài năng được tạo cơ hội ra sân để khẳng định bản thân, được thi đấu thường xuyên để lại những dấu ấn hoặc chí ít chơi tròn vài. Điều này sẽ trở thành động lực về mặt tinh thần, tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ. Càng nhiều gương mặt trẻ được trình làng, ông Trussier sẽ có thêm những sự lựa chọn, đưa ra các phương án chuẩn bị khác nhau cho U22 Việt Nam. Sẽ là một hành trình rất dài và đầy gian truân để những Văn Đô, Vĩ Hào, Quốc Việt, Văn Khang, Văn Trường hay nhiều cầu thủ khác chuyển mình trở thành ngôi sao của bóng đá Việt Nam. Nhưng trước mắt, việc các cầu thủ ở độ tuổi đôi mươi này được trọng dụng ở câu lạc bộ và tỏa sáng thì phần nào đang mang đến chuyển biến tích cực cho U22 Việt Nam trước thềm SEA Games 32.